Xin kính chào quý khán thính giả và các bạn đã đến với bản tin Xoáy TV. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những tin tức mới nhất trong ngày. Rước giặc vào nhà, Vạn Thịnh Phát mở đường cho con cưng của chính quyền Bắc Kinh xâm nhập kiểm soát Sài Thành như thế nào? Với nguồn lực dường như vô tận, các tập đoàn nhà nước Trung Quốc luôn sẵn lòng rót vốn khủng vào Việt Nam. Nhưng để thâu tóm nhanh chóng và hiệu quả nhất, họ cần tới cầu nối là những trung gian am hiểu và có sợi dây gắn kết chặt chẽ, kín kẽ với chính quyền địa phương. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, Vạn Thịnh Phát chính là một quân bài, không chỉ đứng ra thâu tóm hàng loạt dự án và chiếm giữ đất vàng thay mặt Trung Hoa, mà còn đóng vai trò như cầu nối mở đường rước những đứa con cưng của chính quyền Trung Quốc vào lũng đoạn kinh tế thâu tóm Sài Thành thông qua lá bài hợp tác đầu tư. Từ cuối năm 2017, cái tên Alpha King nổi lên và thổi một cơn gió lạ vào thị trường địa ốc Sài Gòn đang có phần trầm lắng, với cùng 3 dự án siêu sang là 289 Trần Hưng Đạo, 87 Cống Quỳnh và số 2 Tôn Đức Thắng, mức giá bán được trao lên tới 10.000 USD trên mét vuông căn hộ, thuộc hàng đất đỏ nhất trung tâm quận 1, cùng với đó là tham vọng thay đổi diện mạo trung tâm Sài Gòn với loạt dự án lớn như Sài Gòn One, SCC Tower, 246, Hai Bà Trưng. Đình đám là vậy, song không có nhiều thông tin về cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này. Một báo cáo hiếm hoi từ Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết công ty cổ phần phát triển bất động sản Alpha King có vốn điều lệ vỏn vẹn 60 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ Alpha King Investment Limit nắm 93,34%. Mức vốn điều lệ khiêm tốn đặt bên cạnh loạt dự án có tổng tiền đầu tư hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng dẫn tới đồn đoán rằng Alpha King có tranh chỉ là một pháp nhân đứng tên cho một ông lớn giấu mặt nào đó. Điểm chung của phần nhiều các dự án nằm trong danh mục của Alpha King là đều đã qua tay các nhóm nhà đầu tư có liên hệ tới Vạn Thịnh Phát. Điều này khiến người ta nhầm tưởng rằng Alpha King chỉ là thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn địa ốc bí ẩn nhất Việt Nam này. Hướng tư duy ngày càng có thêm cơ sở khi Alpha King đặt trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, một trong những đại bản doanh của Vạn Thịnh Phát. Thế nhưng khi tìm hiểu thì mới thấy so với con thư tử Alpha King, Vạn Thịnh Phát chỉ là một con rối vo ve quẩn quanh chân. Vậy thì lai lịch của tập đoàn này khủng như thế nào, xuất thân ra sao và thực chất ai đang đứng đằng sau điều khiển cơn gió lạ Alpha King này? Trong diễn biến thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 12 tháng 4 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King cho thấy, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị được thay đổi từ ông Chan Michon sang ông Wang Wixian. Tìm hiểu cho thấy ông Wang Wixian sinh năm 1964, là một doanh nhân kỳ cựu ở Trung Quốc. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, đầu tư và phát triển bất động sản, ông hiện là Chủ tịch Cornerstone Capital, Peninsula Shanghai Weichan Hotel, cùng nhiều doanh nghiệp khác. Đáng chú ý hơn, ông Quang là người sáng lập và là chủ tịch SBG Land Holding trước khi pháp nhân này bị tập đoàn nhà nước Greenland Group mua lại và đổi tên thành Greenland Hồng Kông Holding năm 2013. Lần theo báo cáo thường niên năm 2018 của Greenland Hồng Kông Holding, ông Quang Vision từ năm 2013 tới nay là chủ tịch danh dự. Đáng chú ý, doanh nhân có tên thân mật David Quan được giới thiệu là chủ tịch của Alpha King Real Estate Development, một doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam, được thành lập dưới sự hợp tác của Greenland Hồng Kông Holdings và tập đoàn bảo hiểm Ping An. Tới lúc này, câu hỏi ai đứng sau Alpha King xem ra đã có lời giải. Biết thêm rằng Greenland Group và Ping An Group là những định chế tài chính nhà nước lớn nhất Trung Quốc. Nói đúng ra đây là những cánh tay của chính quyền Bắc Kinh để kiểm soát thị trường tài chính trong nước và vươn tầm ra thế giới, xâm nhập và kiểm soát thị trường tài chính các nước, trong đó có Việt Nam thông qua pháp nhân Alpha King bí ẩn. Để nhìn rõ bộ mặt thật và tầm vóc của hai tập đoàn đứng sau Alpha King, phải xem cách hoạt động và mức độ kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh về nó. Chắc các bạn còn nhớ ngay khi COVID-19 hoành hành hồi đầu năm, truyền thông Úc đã phát hiện và tố cáo một tập đoàn tay chân của chính quyền Trung Quốc nhận được chỉ lệnh cho nhân viên tạm ngưng công việc, dành thời gian thu gom số lượng khủng vật tư y tế trên khắp thế giới về chuyển về Trung Quốc, khiến cả thế giới lao đao và rơi vào tình trạng khan hiếm vật tư y tế. Tập đoàn đáng sửa đổi chính là tập đoàn bất động sản toàn cầu Greenland Group, trụ sở tại Thượng Hải, với 100% vốn nhà nước, chịu sự kiểm soát tuyệt đối của chính phủ. Bài báo cũng cho biết tập đoàn Greenland đã mua 3 triệu khẩu trang phẫu thuật, 500.000 đôi găng tay và một lượng lớn chất khử trùng và khăn ẩn ở Úc và các quốc gia khác nơi họ hoạt động. Tập đoàn này đã bí mật vơ vét các mặt hàng này và nói thẳng là tranh mua hết sạch các thiết bị chống Covid và
COVID-19 và nguồn khẩu trang của Úc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và bất kỳ quốc gia nào tập đoàn này thò chân xếp tới đều phải cạn kiệt vì Trung Quốc. Doanh nghiệp thứ hai đồng đứng sau Alpha King tiếp tục là một cái tên truyền kỳ trong giới bảo hiểm khi chỉ với 30 năm vỏn vẹn. Bình An Group trở thành công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới, đe dọa nuốt chửng Prudential với 170 năm phát triển, đồng thời từng chi đến 9,7 tỷ USD để mua 5% cổ phần ngân hàng có trụ sở tại Anh HSBC và hiện đang nắm giữ 7% cổ phần ngân hàng toàn cầu này. Mặc dù nổi danh ở mảng bảo hiểm nhưng thực chất Bình An Group phủ sóng trên rất nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là các dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, ô tô bất động sản và thành phố thông minh. Với sự chống lưng hỗ trợ chính sách và rót vốn tài trợ liên tục để tập đoàn này vươn vai trở thành người khổng lồ trên thế giới, là đối tác hợp tác chính của chính quyền Bắc Kinh trong việc phát triển thành phố thông minh, kiểm soát người dân bằng công nghệ AI đắc lực. Riêng mạng này thôi, công ty con của Bình An đã đạt được doanh thu khổng lồ năm 2018, hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 160 tỷ USD, lợi nhuận 18 tỷ USD, tổng tài sản 1.071 tỷ USD với tập khách hàng gần 200 triệu người. Những số liệu này cho thấy cả Greenland và Ping An đều là con cưng của chính quyền Bắc Kinh, được sinh ra và hoạt động với mục đích phục vụ đắc lực cho giới cầm quyền, không chỉ kiểm soát người dân trong nước mà còn vươn vai lũng đoạn thị trường quốc tế. Và cả hai tập đoàn này đều đứng sau Alpha King, sạc phương Bắc mà Vạn Thịnh Phát đủ mọi cách rước vào Việt Nam cho bằng được. So với quy mô doanh nghiệp trong nước, thậm chí là so với Vạn Thịnh Phát, thì nguồn lực của các tập đoàn Trung Quốc là vượt trội hơn rất nhiều. Với ưu thế đó, việc đổ vốn vào Việt Nam, một thị trường có vị thế huyết mạch trong chiến lược của giới cầm quyền Bắc Kinh, chắc hẳn đã nằm từ lâu trong portfolio của Greenland hay Ping An. Và Vạn Thịnh Phát không chỉ là một doanh nghiệp thân tàu đang ra sức thâu tóm dự án, chiếm giữ đất vàng có giá trị kinh tế cao và cực kỳ hiểm yếu về mặt phòng thủ, khiến kinh tế thành phố Hồ Chí Minh không thể cất cánh khi nguồn lực bị giam giữ để đó, mà còn bán mình trở thành cầu nối rước sói vào nhà, đưa cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc vào vùng đất Sài Thành để bắt đầu những chiến lược thâu tóm kiểm soát trung tâm tài chính lớn nhất Việt Nam. Ý đồ là gì? Có lẽ đã quá rõ. Chiều ngày 14 tháng 3, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sắp tới sẽ tiến hành làm việc với 5 tỉnh, thành có nhiều vụ khiếu nại đông người kéo dài, phức tạp, bao gồm Hà Nội, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Kiên Giang. Trưởng Ban Dân nguyện, ông Dương Thanh Bình cho biết, quá trình giám sát tại địa phương, Đoàn Giám sát sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa để làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong khi người khiếu kiện đòi đất nói với RFA rằng, họ không còn lòng tin vào những lời hứa hẹn của quan chức, thì một chuyên gia cảnh báo rằng nếu chính quyền Hà Nội không giải quyết những vụ khiếu kiện đất đai sẽ gây ra nhiều hậu quả, nghiêm trọng nhất là làm chết dân thường như vụ án Đồng Tâm. Theo ông Bình, nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh khiếu nại là do văn bản pháp luật và công tác quản lý chưa theo kịp thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng. Đặc biệt, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, không tổ chức tiếp công dân, đối thoại với dân, thiếu quyết liệt, công tâm, khách quan trong giải quyết, dẫn đến vụ việc không được giải quyết dứt điểm, trở thành vụ việc tồn động, phức tạp, kéo dài. Ông Danh, một dân oan đã 20 năm ròng, vác đơn ra Hà Nội khiếu kiện, từ năm 2002 cho đến nay vẫn không được giải quyết. Cả gia đình liên tục đến các điểm tiếp dân, đến các cơ quan văn phòng chính phủ, hay thậm chí là chờ trước cổng nhà các quan chức cấp cao để gửi đơn. Cả nhà cứ bị bắt về đồn rồi thả nhiều lần, nhưng tất cả nỗ lực đó cho đến nay đều không có kết quả. Từ hồi dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, ông mới không thể ra Hà Nội trực tiếp khiếu nại. Tuy nhiên, vẫn đều đặn, gia đình ông kiên trì gửi đơn qua đường bưu điện. 20 năm, tài sản bị cướp chặt hết rồi. Giờ không kể được hết rồi cô, giàu cả mấy chục lần, đầu năm đi cuối năm về. Khi nào đi gia đình nói chuyện mới về, đi mà biết rồi cãi bán ra tài sản đi hết rồi mẹ, đi cả gia đình. Coi như chọn một năm nay là 14 tháng không có ra Hà Nội đó, bởi vì dịch đó bị Covid đó, nhưng mà vẫn gửi đơn đường bưu điện, vẫn gửi đơn đường bưu điện, tránh dịch là sẽ đi ngay, đang mong hết dịch để đi đó. Ông Danh nói, trước đây Quốc hội, Chính phủ cũng đã nhiều lần hứa hẹn sẽ thanh tra, kiểm tra các vụ khiếu kiện đất đai, nhưng tới giờ vẫn chưa giải quyết được gì cho người dân mất đất. Giờ nó nói kệ thì nó sẽ không tin với cô ấy. Nó nói để tránh ngàn dần thôi, chẳng có tin đâu. Nó kiểu là để giải quyết cho bao nhiêu năm rồi, có giải quyết đâu. Người mấy chục năm không. Trước đó, vào ngày 11 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông cho biết,
Có khoảng 70% số vụ việc khiếu kiện kéo dài và phức tạp của thành phố là có liên quan đến đất đai. Do quá trình đô thị hóa cần thu hồi đất để xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, nên thành phố có nhiều dự án phải thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến lợi ích của người dân cũng như doanh nghiệp. Theo ông Đông, để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, các đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương cũng cần lắng nghe, quan tâm giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ đầu để tránh diễn biến phức tạp. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, từng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, cho rằng câu nói của ông Phó Chủ tịch Hà Nội không đi vào bản chất để giải quyết vấn đề. Câu nói nó cũng vẫn mang tính tuyên truyền mà thôi, mà nó không nằm vào bản chất vấn đề. Nên là bản chất vấn đề nó nằm ở cái chỗ kia. Nó nằm ở chỗ là phải tạo ra sự công bằng, minh bạch khi mà xảy ra cái chuyện thương lượng giữa bên có quyền sử dụng đất và chính quyền. Cái câu nói rất là dở của cái loại phó chủ tịch ấy là gì? Thiếu kiện kéo dài chính quyền phải vẫn kích nhận và xử lý, chứ tại sao có thể kéo dài hết. Một người dân ở phường Dương Nội, Hà Nội, không muốn nêu tên nói với RFA rằng suốt 15 năm đi khiếu kiện đòi lại đất, cán bộ chính quyền địa phương cũng có rất nhiều lần đến vận động người dân nhận tiền đền bù theo giá mà nhà nước quy định. Tuy nhiên, bà con Dương Nội vẫn kiên quyết từ chối, muốn có được sự đồng thuận thì phải có chính sách đền bù thích hợp, chứ không phải cứ tuyên truyền là được. Ở chỗ của tôi thì mọi người vẫn rất là kiên quyết, mọi người vẫn đoàn kết đấu tranh để đòi lại đất. Thỉnh thoảng, mọi người lại ký đơn để đi gửi cơ quan tiếp dân. Những người dân ở chỗ của tôi thì cán bộ phường đến nhà, họ vẫn bảo là mình đi lấy tiền đền bù, nhưng mà họ cũng kệ, không quan tâm. Người dân Dương Nội giấu tên còn cho biết thêm rằng, trong những năm qua, chính quyền Hà Nội ra sức ngăn chặn mạnh tay hơn với những người dân đi gửi đơn khiếu kiện tập thể, nên mọi người khó có thể tập trung đi cùng nhau đến các cơ quan công quyền để gửi đơn như trước đây. Bây giờ họ cũng đàn áp nhiều, nếu mà tụ tập đông người thì thường là họ sẽ đuổi đi hết. Với lại dịch giả như thế này thì họ lại càng có cớ hơn. Người dân ở chỗ tôi ngày xưa cũng thường hay đi biểu tình, nhưng bây giờ chắc là mọi người cũng chả mở được các cuộc biểu tình đấy nữa. Bởi vì bây giờ họ, cán bộ địa phương, chặn ngay từ ở nhà, họ không cho đi. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định, chính quyền hiện nay không xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện. Dân cứ đi gửi đơn, năm này qua năm khác. Đến lúc hết sức rồi thì tự động ngưng. Còn đối với những trường hợp có những hành động bị cho là chống đối, thì chính quyền sẽ làm mạnh tay. Họ lờ đi, họ không xử lý. Nên là cứ đi mà kiện, kiện chán thì thôi, hoặc kiện nữa thì đến lúc già rồi là hết kiện. Tôi biết nhiều trường hợp, tức là người ta kiện 30 năm, từ lúc 50 tuổi, 80 tuổi, không nói là hơi nữa, không thể nào mà đi không kiện nữa là thôi không kiện nữa. Thế còn là trường hợp nhiều nặng hơn, tức là vừa khiếu kiện mà lại vừa tỏ ra là có những cái lời nói nhã với chính phủ. Chính phủ nó bảo là nhé, ông chống tôi nhé, là nó sẽ đập tâm trận. Cái cách xử lý chung bây giờ là như thế. Bây giờ tôi xem lại cái vụ Thủ Thiêm ở Sài Gòn nó ép. Nó chỉ hơn 20 năm thôi. Nhưng mà nó cứ như thế rồi. Hết đổ hết thằng này thằng kia rồi. Cuối cùng là gì? Không qua xử lý hết, nhưng mà tuyên truyền thì rất kinh là sẽ xử lý đến nơi đến chỗ, là sẽ nọ sẽ kia, chứ không có thế. Theo tiến sĩ Hợp, nếu nhà nước không giải quyết được các vụ khiếu kiện đất đai kéo dài, thì mối quan hệ giữa người dân và chính quyền sẽ ngày càng xấu đi, gia tăng xung đột và thậm chí có thể dẫn tới nhiều vụ đồng tâm khác nữa. Tôi thấy cái vụ đồng tâm cái đây mấy năm ấy là một ví dụ chính quyền chây lì đấy. Người dân người ta phản ứng như thế, người ta bị ghét vào cái chỗ là chống đối lại chính quyền và chính quyền đưa cảnh sát vào là như vậy, là đoàn kết một số người trong đó có kết cả cảnh sát, tức là vì chính quyền xảy ra bằng cách ám sát bạo lực và bạo lực đấy là chống lại người dân. Đấy là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện nó xảy ra ở nhiều cái mảnh đất khác, và nó từng đưa cảnh sát vào để mà chống, để mà đàn áp những người ta biểu tình, hoặc người ta chuyện nghiêm trọng nhất là cái chuyện đồng tâm để xảy ra chết người, chết của cả phía, nhưng mà cái quan trọng nhất là chết người dân. Đấy là một cái việc mà nếu cứ chê bãi nó sẽ lại xảy ra cái chuyện giết người nữa nha. Mà nó xảy ra như thế rồi thì
thì cái quan hệ giữa người dân với chính quyền nó sẽ càng ngày càng xấu đi. Nhiều người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã khiếu nại quyết định thu hồi đất của chính quyền Hà Nội từ nhiều năm nay. Đối với vụ khiếu kiện đất tại Đồng Sơn, xã Đồng Tâm, vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chính quyền Hà Nội huy động 3.000 quân tấn công vào thôn Hoành, bắn chết cụ Lê Đình Kình ngay tại buồng ngủ. Ông là thủ lĩnh tinh thần của những người dân khiếu kiện đất ở xã Đồng Tâm. Nhà nước Việt Nam sau đó đã khởi tố 29 người, hầu hết là con cháu và người thân của cụ Lê Đình Kình. Có 6 người bị khởi tố theo tội danh giết người và 23 người khác bị cáo buộc chống người thi hành công vụ. Phiên tòa phúc thẩm vào tháng 3 năm 2021 tuyên 2 án tử hình, 1 án chung thân, 22 người nhận án treo, 4 người còn lại chịu án từ 5 năm đến 16 năm tù giam. Nhiều vụ khiếu kiện đất đai tương tự cũng có kết cục, người đứng đơn khiếu kiện không chỉ hao tổn sức khỏe, tiêu tan của cải mà còn vướng vào vòng lao lý với các cáo buộc gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ.